Các bạn, hôm nay mình sẽ nấu xôi sầu riêng nha các bạn. Để nấu xôi sầu riêng thì mình cũng chuẩn bị là một ký nếp. Một ký nếp mình ngâm qua một đêm và xả sạch. Để ráo nước. Mình xả cho sạch và để cho ráo. Và sử dụng một ít lá dứa, sầu riêng 500g, 350ml nước cốt dừa đặc và một ít bột mì, một muỗng canh bột mì. Mình sử dụng một muỗng canh, 50g đường và một ít muối. Và bây giờ mình sẽ đem nếp mình đi hấp. Mình chuẩn bị một cái sửng hấp. Mình chuẩn bị một cái sửng nè, mình chắc bắt lên bếp và mình đổ nếp vô. Mình để nếp vô mình sẽ hấp. Khi đổ nếp vô thì mình sẽ cắt lá dứa và mình để lên trên mặt. Mình sẽ hấp với lửa lớn. Mình hấp khoảng 25 đến 30 phút thì xôi của mình nó sẽ chín. Các bạn dặn lửa to nha các bạn. Và mình sẽ chuẩn bị cái phần sầu riêng. Sầu riêng thì mình sẽ bỏ cái phần hạt và mình lấy phần thịt. Mình tán ra. Sau khi tách hết hạt nha thì mình sẽ tán cái phần sầu riêng của mình. Các bạn tán sơ thôi. Sau đó các bạn sẽ cho cái phần nước cốt dừa của mình vào cái chảo. Các bạn dặn bật lửa nhỏ. Các bạn dặn lửa thật là nhỏ để cho cái phần nước cốt dừa của mình nó sẽ sôi. Sôi lên từ từ. Sau khi cái phần nước cốt dừa nó đã sôi nhẹ nè các bạn, mình sẽ cho cái phần đường của mình vào. Các bạn sẽ cho phần đường. Các bạn nấu cho nó tan hết đường. Mình cho một chút xíu muối vô.
các bạn nấu với lửa nhỏ thôi. Nếu như nấu với lửa lớn thì cái phần nước cốt của mình nó sẽ bị lợn cợn. Các bạn sẽ lấy cái phần bột mì và mình cho một ít nước. Mình quậy tan cái phần bột mì mình cho vào cái nước cốt của mình. Để khi cho vào thì mình sẽ làm cho nước cốt có một cái độ sánh nhẹ thôi. Bạn cho phần bột mì vào và quậy đều lên. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần sầu riêng, cho hết cái phần sầu riêng vào. Khi cho sầu riêng vào thì các bạn sẽ quậy đều lên, mình trộn đều lên và mình nấu cho nó sôi lên. Mình sẽ nêm lại cái độ ngọt vừa ăn với khẩu vị nhà mình. Các bạn thích ngọt thì mình sẽ thêm đường, còn nếu như các bạn không có thích ngọt thì mình giảm cái lượng đường lại. Khi cái bàn sầu riêng của mình đã sôi lên thì mình sẽ tắt bếp. Vậy là được rồi nè các bạn. Đến cái phần sôi. Sôi mình nãy giờ mình hấp được 15 phút thì mình sẽ xới lên. Mình thấy cũng sắp chín rồi nha các bạn. Mình xới lên và mình sẽ đậy nắp lại. Khoảng 5 đến 10 phút nữa thì mình sẽ tắt bếp. Sôi của mình rất là thơm, mùi lá dứa nó cũng sắp chín này. Các bạn lại nấu lại khoảng 5 đến 10 phút nữa. Rồi, sôi cũng đã chín, mình sẽ sắp cho cái dĩa. Các bạn chan cái phần nước cốt, sầu riêng và đường rất là thơm.